Sáng ngày 2 tháng 11, thông tin từ Công an phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận thông tin gia đình ông LVT, phường Lê Lợi, bị ném chất bẩn vào nhà. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 10, khi cả gia đình ông T đang ngủ, thì nghe nhiều tiếng va đập lớn phát ra ở cửa và ban công tầng 2. Thức dậy kiểm tra, ông T phát hiện cổng nhà, ban công tầng 2 dính đầy chất bẩn, làm mắm tôm, trộn dầu máy thải. Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại gia đình ông T, tiến hành lập biên bản vụ việc. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo mưa, có hành động ném nhiều túi chất bẩn vào nhà ông T.